cái đường chạy trời mưa nó rất là trơn luôn nha các bạn, đánh lái nó không có đầm cho lắm. Đâu ra vậy? Ủa gì mà vẫn quẹt cái thằng kia nha, gì mà chạy mà vẫn quẹt thằng xe tải các bạn. Anh cháu lửa ai sợ đất mẹ ơi, ông nội xe máy ơi, tấp vô công an. Hai chú công an luôn, trời ơi, hai xe tấp vô luôn rồi. Khổ chưa. Ây da, trời. Rồi luôn leo đầu luôn các bạn. Hùng nhau luôn. Mà chết cha rồi, giờ lùi là hết đường luôn rồi. Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, thì ngày chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với một tập tiếp theo trong cái tựa game ETS 2. Và cũng như là quay trở lại với cái series trải nghiệm xe khách Kia Rainbow các bạn. Thì các bạn nhớ là trong tập vừa rồi mình với anh Đạt với lại là anh Hùng đã cùng nhau trải nghiệm cái chiếc xe Kia Rainbow như là ba cái skin nhà xe khác nhau luôn, và tôi chạy cái con Đức Đạt Gia Lai vậy đó, tôi quên bà đó, con màu xanh lá cây đó các bạn nhá. Đấy, bạn nào biết thì comment cho tôi biết nha. Ủa nhưng mà sao bắt tiêu cái comment của các bạn trên cái livestream của tôi rồi, tôi cũng không biết nữa. Khổ thằng thật sự các bạn, kêu các bạn comment mà tôi tắt comment nên là làm sao mà thấy comment các bạn, bây giờ mới thấy nè. Ok, thì trong cái tập này các bạn thì mình với các bạn sẽ trải nghiệm tiếp tục cái chiếc xe Kia Rainbow này. Và ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem đó là cái skin của nhà xe kính viên hồng gì nè. Đó, thì tôi cũng chả biết nhà xe đâu các bạn, nhưng mà cái nhà xe này nó sẽ đi cái tuyến từ Hồ Chí Minh đi về Gia Lai các bạn. Đấy, Buôn Hồ Gia Lai gì đấy. Bạn nào có biết cái nhà xe này không, comment cho tôi biết với. Đấy, còn tôi thì không biết. Ok, thì cái con này thì mình sẽ trải nghiệm trên con Kia Rainbow phiên bản giường nha các bạn. Đó, thì đây cho các bạn xem một vòng. Con này cũng hơi màu mè ha, màu xanh, màu vàng, màu cam, màu xám gì tựa lưa chứ. Đó, thì bữa nay thì các bạn thấy là trong xe tôi có hai ghế chứ. Thì mình nên buồn lắm nên là tôi quyết định tôi dẫn ghế theo để cho nó vui vẻ. Ok, thì cái tuyến đường ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đó là cái tuyến đường đi tiếp tục trong tập rồi. Tập rồi các bạn nhớ là mình đã ghé ngay tại cái bến xe của Buôn Mê Thuột không? Thì ngày hôm nay mình sẽ từ Buôn Mê Thuột này mình về tiếp tục Pleiku. Pleiku tức là ở Gia Lai đi các bạn. Đấy, thì cái tuyến đường này nói chung là nó cũng là một tuyến đường khá là đẹp ở Tây Nguyên luôn nha các bạn. Ok, thì hiện tại là bạn nào đã mua vé rồi thì lên xe đi nào. Còn bạn nào chưa mua vé thì comment em mua vé. Đấy, sau đó hãy lên. Ừ, chứ không mua vé lên tôi hồi tôi đá cái dân xuống xe luôn đấy. Ok các bạn ơi, tranh thủ mua vé lên xe lẹ lẹ để chúng ta chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình thế nào. Đây. Rồi, xe chuẩn bị khởi hành nha bà con. Giờ đề máy lên cho máy lạnh mát mát đâu nè. Nghe tiếng động cơ chưa? Làm sao nghe được vì động cơ nó nằm phía sau nè. Ê, chết rồi. Trời ơi, xém rồi là tôi đạp ra cái là vô dính vô cái tường nhà luôn rồi. Quên mới ra tôi chạy xuống tự động. Quên, tại vì các bạn biết sao không? Cái con xe này ấy, chạy xuống tự động nó mới có cái cam lùi như vậy. Này các bạn thấy không? Khi mình vào số lùi nè, nó mới có cái cam lùi như vậy. Có, khi mình đạp tới là nó mắc cam lùi nè. Đó, trời ơi, tôi quên, tôi xém chạy rồi đạp ra cái là văng mẹ vô cái tường nhà người ta luôn rồi. Trời ơi, rồi thôi chúng ta chuẩn bị đi thôi các bạn ơi. Giờ đóng cốp lại nè. Ok, rồi còn ai chưa mua vé thì lại luôn nha. Chúng ta sẽ lên đường thôi. Ok, lùi ra khỏi bến xe nè các bạn ơi. Ồ, cái vụ gì mà phía trước kẹt xe dữ vậy ta? Ồ, như có vụ kẹt xe gì phía trước nè các bạn ơi. Giờ mà kẹt xe như vậy rồi làm sao mà đi? Từ, bình tĩnh. Tôi phải dẹp loạn mấy thằng này đó. Nó làm kẹt đường xe của tôi. Ê, chỉnh trời mưa không ta? Chỉnh trời mưa đi các bạn, bữa nay chạy trời mưa đi cho nó mát mẻ. Ừ. Rồi, để tôi dẹp loạn mấy thằng này nữa cái đã. Đấy, để tôi chỉnh mưa lớn lên tí nha. Nay sẽ trải nghiệm trời mưa luôn các bạn. Đây, mưa nha, bữa nay không gà không chạy mưa, bữa nay chạy mưa đi các bạn. Lâu rồi không livestream chạy mưa, bữa nay livestream chạy mưa luôn cho nó mát. Không gà chỗ các bạn có mưa không nha?
chỗ mình mưa được có lần mà có ngày bữa hẩm bữa nay hết mưa rồi, quên rồi. Rồi đi 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 đi. Rồi xe khách rời khỏi bến nha. Đó. Rồi xe khách rời khỏi bến nào. Chạy ra chạy ra chạy ra chạy ra. Ui ôi. Chưa gì hết mới ra là mưa quá trời mưa rồi. Rồi ra thôi. Let's go. Ủa đang đèn gì trời? À đèn xanh à, đi luôn. Em mới gặp mưa lên các bạn. Let's go, let's go. Pleiku thẳng tiến. Ở đây có ông nào ở Pleiku hoặc là đã từng đi Pleiku chưa nhỉ? Đường ở Tây Nguyên này thì nói chung là đường nó sẽ đi không có được bằng phẳng cho lắm. Đường nó sẽ nhiều khi nó lên, nhiều khi nó xuống, nó lên, nhiều khi lên, xuống, lên, xuống. Nó sẽ coi như là đi một cái đánh võng nữa. Rồi, nãy giờ các bạn đã lên xe chân chưa vậy? Còn ai ở lại không? Ở lại bắt xe khác đi như chứ giờ xe tôi đi rồi. Không có quay lại trước các bạn đâu. Đây, giờ tôi gặp cái con đường này các bạn thấy không? Đó, cắm đầu xuống. Đó, rồi một tí xuống nó gãy quẹo lên lại. Đấy, đấy là đặc trưng của đường ở Tây Nguyên luôn đấy các bạn. Em nhớ game cảnh sát biên giới quá trời mà mấy tháng chưa like. Ui dồi, tôi cũng nhớ nữa nhưng mà ẩm gài tổng chơi mấy cái game mới không à. Xong mà cái tụi game cảnh sát lâu quá thôi, cái không chơi lại luôn. Không biết giờ vô cùng nhớ cách chơi. Ủa cái gì trời, sao tự nhiên cái đó mới mưa cái giờ nó hết mưa bà nó rồi. Là mưa dữ chưa? Tôi mới kéo sát sức mưa lên rồi, nên là tí nó mưa nữa nha các bạn, nên thôi chạy đi. Miền Tây chưa có mưa anh ơi. Dạ miền Tây các bạn, miền Tây ở đâu ấy? Ở Cần Thơ tôi. Ê ê ê. Ui dùi, ta có dùi khó luôn. Cần Thơ của tôi hôm trước nó vừa mưa được một ngày xong các bạn. Mưa đó tôi nhớ hồi mưa từ 2 giờ trưa đó, đó cả 6 giờ chiều. Xong tới nay không có mưa nữa luôn. Hay quá. Nhưng mà nói chung là từ đây tới hè là cũng sẽ mưa cũng khá là nhiều đấy. Đi đi đi, đèn stun dài. Vì rồi mới ra khỏi bến xe có ông comment kêu bóc đầu đi anh. Xe đua xe khách mà nó tưởng là xe đua ấy. Tôi chuyển qua camera, à là chuyển qua cái CBS này để chạy nha. Con còn bảo idol gào khác tên em, à thằng Vĩ à. Ui vãi cả nhựa. Thằng Vĩ các bạn, ui dồi. Để các mình nhớ nha các bạn, bữa nay là bữa nay mấy tay rồi nha. 13 tay. Nghe đâu là 18 tay là thằng Vĩ nó sẽ xuống Cần Thơ kiếm mình chơi các bạn. 18 tay có xuống không vậy Vĩ? Hello các bạn mới vào nha, bạn nào mới vào thì nhớ ấn cho tôi xin like. Bạn nào chưa đăng ký cho tôi đăng ký đi chứ. Rồi chỗ này là chúng ta đã đến cái vòng xoay ngã ba vậy đó, tôi cũng chả biết nữa. Nhưng mình sẽ đi lên đây. Đoạn này thì được chạy 50 nè. Nên như này bắt đầu vào thành phố rồi các bạn ơi. Anh Quý ơi cho em xin nước với em khát quá rồi còn lo nước ngọt đúng không? Có nước đâu. Bữa nay không có đem nước thêm em ơi. À có lon Pepsi nữa nè. Uống nước ngọt vô cái đã khát luôn. Đây các bạn, cái đoạn này là một cái vòng xoay ngã ba. Nếu mà bạn nào muốn đi miền Trung hoặc là đi bến xe Đắk Lắk nào đấy, quẹo phải đi cho tôi. Rồi hai ông nội đó hung nhau rồi kìa. Rồi xe ben hung xe con luôn. Rồi tôi sẽ tiếp tục rẽ trái bên này để chúng ta đi về Pleiku các bạn ơi. Đi. Không đăng ký có sao không anh, sao lại không đăng ký? Xài ơi, mọi người xem live stream thì ăn một like, một đăng ký để ủng hộ tôi đi chứ. Ăn đăng ký tôi tốn tiền đâu. Ăn ủng hộ cũng không ăn nữa, buồn ghê chứ. Gì mới vô khu đăng cư giờ ra nữa hả ta? Hồi nãy các bạn thấy nó cho tôi chạy 70 nữa rồi nè. Qua mặt, xin. Hello, cho qua mặt với chú ơi. Rồi, vô. Nè các bạn thấy nó có một cái đường, nó kêu rẽ trái để đi đường tránh về Buôn Hồ không? À, đường tránh Buôn Hồ chứ nhờ. Thì
thì cái xe này nó để tôi xem. Nếu mà mình đi vào đây, à cái đoạn này đừng, thôi đừng có đi đường tránh các bạn, mà đi vào Buôn Hồ luôn đi. Tại vì cái xe khách mà kích chiên hồng gì nè các bạn, là nó có ghé ở Buôn Hồ đấy các bạn, nhưng mà tôi đi ngang thôi chứ tôi không ghé, nên là mình sẽ vẫn đi ngang Buôn Hồ nha các bạn. Rồi mưa nữa, hồi nãy vừa hết mưa xong giờ mưa nữa, muốn mưa mưa, muốn không mưa là không mưa à, khổ thân thật sự. Mưa này mưa nhỏ các bạn thấy không, mưa lắm găm. Nãy giờ các bạn có để ý không, trên xe tôi có lắp một cái camera GoPro đấy để quay vlog cho các bạn xem ấy, dữ chưa dữ chưa. Này là giống kiểu như bác tài vlog rồi đấy. Chạy ẩu mấy anh đó, không chạy ẩu mà chạy sau lưng mấy thanh niên này không biết khi nào mới qua được luôn. Cho em cái càng gạt mưa đi, nó dày có cái càng gạt mưa để gạt nó đi trời mưa mà. Rồi rồi xong luôn, vừa bị công an phạt luôn các bạn. Tại ông nội kia ông bảo tôi xin cái càng gạt mưa kìa. Đang chạy luôn là vô cái chỗ mà chạy thu phí các bạn, nó cho chạy có 30 à, chạy nhanh quá bị phạt. Ở đây vô Buôn Hồ đúng không? Đây. Đây là vào thị trấn Buôn Hồ rồi nè các bạn. Vô đây thì làm sao mà vượt được. Bây giờ còn phía trước tôi thì thêm ông nội xe máy nữa, tôi mà vượt ông nội xe máy hay là ông nội xe máy nằm dưới gầm xe tôi luôn. Tình xưa lối cũ ta nhớ thương con đường vắng. Cái đường này các bạn thấy là nó đang là len nét liền không? Cái này không thể nào mà vượt được luôn. Mà cái đường đi Tây Nguyên này các bạn, nó là cái đường quốc lộ mấy nhỉ? Quốc lộ 12 hay là 14 gì đấy, không quên bà đó. Nhưng mà cái đường nó nhỏ lắm, nó không có to như là mình đi quốc lộ 1A, nó được hai lên đường các thứ. Ok, quên đi các bạn ơi, trời mưa phải mở đèn pha. Quên mở bà nó luôn. Rồi thêm đoạn này còn sửa đường nữa chứ. Sao lại nút đăng ký em bị hư? Nút đăng ký em bị hư chắc nút chặn của anh còn xài được đi. Để anh chặn em thử nha. Phải cho nút đăng ký bị hư à. Rồi. Ủa sao vô đường sao này vô đường Highland nữa người ta. Cái CBS này nè các bạn, nó không có hiện km trên giờ. Alo, cái km cho phép với các bạn là những khi tôi chạy cái tôi quên. Tôi vô cái không biết là cái đường này tôi chạy bao nhiêu ấy. Rồi. Tới đây lại dính cái đèn xanh đường đỏ nữa rồi. Mưa này các bạn thấy nó cũng còn nhỏ nè, bầu trời nó chưa có đen, nhưng mà tiếc anh đang coi chỉ có mưa lớn rồi đấy. Hay là gan mở của nó đang cười đi trời, không biết luôn cái đồ này bằng còn chạy 50 nữa mưa. Gặp công an là công an phạt tôi nữa đấy. Hồi không có tiền mà trả tiền phạt luôn các bạn. Chạy chuyến không được bao nhiêu hết, ngồi bị phạt hết tiền đấy. Cúp ra xe đông thật sự. Các bạn có để ý là cái xe mình bên cái màn hình nó có một cái hiện thông số km trên giờ bằng số không đây, 67, 68, 69 các bạn thấy không? Đấy. Ngoài việc nhìn cái kim đồng hồ cơ trên này thì các bạn có thể là nhìn bên này để có thể là biết cái km trên giờ của xe tôi đang chạy. Cũng giờ tôi tìm được vườn mấy đồng nội ra đó. Nên tôi cho qua các mọi người ơi. Sao con này kẹt xe dữ vậy ta. Đoạn này các bạn thấy nãy giờ đi đúng một cái đoạn này được cái lên nét đứt nè. Tranh thủ mà vượt em qua các mọi người ơi. Ui gì mà kẹt xa vậy, ui đồ vô đây là lên nét liền luôn rồi nè. Nhưng mà bạn phải tranh thủ vượt coi. Đừng quẹo nha. Cái này là cái đường tránh nè các bạn. Nếu các bạn đi cái đường tránh Buôn Hồ hồi nãy là các bạn ra cái đoạn đó đấy. Rồi. Sau một hồi vất vả vượt cái đoạn xe thì bây giờ tôi cũng đã qua được cái đoạn xe đó rồi.
mua vô lăng hơn hai củ lái ngon không anh? Vô lăng em mua hai củ là vô lăng gì đấy? Vô lăng gì mà vô lăng hai củ nhỉ? Mở cửa cho má anh nó vãi cả trường. Mở cửa ướt nhẹp hai ghệ tôi luôn quá. Trời ơi, đi chở hai ghệ mà các bạn thấy là mưa gió bão bụng vậy nè. Kêu ở nhà không chịu ở nhà, bà đặt rồi theo đồ thứ để cho mắt mưa thấy bà nội luôn. Nên là bữa nay là đi xe khách đây, chứ mà đi xe máy là mắc mưa, phải mặc áo mưa nữa. Mở cửa ra là chắc gió thổi hai ghệ tôi bay mất tiêu luôn á. Cái đường chạy trời mưa này nó rất là trơn luôn nha các bạn, đánh lái nó không có đầm cho lắm. Trời ơi, ra vậy. Ủa vậy mà vẫn quẹt thằng kia nha, vậy mà chạy mà vẫn quẹt thằng xe tải các bạn. Lát thế mà còn vẫn quẹt xéo nên nó mới chịu, khổ thân không. Ba bà nội đi nữa rồi, không cho tôi vượt được các bạn, nó chạy trước mặt tôi chạy thấy ghét không. Sao lại mở cửa ra cho mát, xe mở máy lạnh vù 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 phà như vậy, mát cái gì nữa mà mát. Mưa mà mở máy lạnh nó không lạnh cúp thì thôi, không lấy mền đắp thì thôi, chứ đó mà lạnh mà mở cửa cái gió thổi dữ lắm các bạn ơi. Ê, tranh thủ chỗ trống qua luôn. Ba chị này chắc cho nằm dưới gầm xe quá, nãy giờ cứ cản đầu xe hoài các bạn. Xe máy thôi ta chạy lên trong, nhường cái đường lớn người ta chạy ở ngoài. Nghĩ sao, khổ thân. Mấy ông nội này đây, ồ lên đây nó lại kẹt nữa nè các bạn. Cái podcast tôi nó bị lỗi, nó mất tiêu luôn kìa, phải cái chữ tôi xem cái kênh chat nhá. Từ các bạn ơi, cái podcast tôi đang bị lỗi hay sao ấy, các bạn nhắn nhiều quá nó nhắn không kịp luôn anh. Ôi lửa ai sợ đất mẹ ơi, ông nội xe máy ơi, tấp vô công an. Hai chú công an luôn, trời ơi, hai chú công an luôn rồi. Khổ chưa. Anh chơi lại GTA 5 mấy các bạn, ấm gài tôi đang cài lại game. Chắc sẽ sắp tới, chắc chắn sẽ quay clip để cho các bạn xem đấy. Nhưng mà chơi ghét cho nó tự quý, bị ví tự các bạn không biết chơi cái gì. Rồi GPS tôi nó lắc rồi, nó mất tiêu luôn các bạn. Hãy chăm thủ vượt qua mặt chú công an, chứ bây giờ mà chạy sau lưng chú công an hoài là không thể nào mà vượt được luôn. Thà bị phạt một lần rồi thôi. Rồi, đó, qua được một đoàn xe nữa rồi đấy các bạn, khổ thân chưa. Đây là thị trấn Tehran gì đấy. Gần nghỉ hè rồi đúng không các bạn, sắp tới chuẩn bị nghỉ hè nữa rồi. Bây giờ là tháng 4 rồi mà lay quay bây giờ cũng đã 13 tháng 4 rồi, nửa tháng nữa là tới tháng 5 lay quay, tháng 6 là nghỉ hè nữa rồi đúng không các bạn. Lay quay và một năm nhanh thật sự rồi. Anh đến Gia Lai chưa hả? Hiện tại là mình đang tới đâu rồi nhỉ? Chắc chưa được các bạn ơi. Mở lại chat đi, anh không có tắt rồi, nó tự lỗi, nó tự tắt đấy các bạn. Dạo này cái bot chat nó cứ sao, lâu lâu nó tự lỗi, nó tự tắt.
rồi gán đi em. Khi nào mà mình tới Pleiku thì vô ăn cái lòi bắn hồng luôn. Giờ này đang trên đường cảnh cái gì, bây giờ mưa gió đâu có xuống được đâu. Mà công nhận các bạn thấy là trên đường ở trên này nó kiểu nó ít những cái chạm dừng chân thật sự luôn đấy. Không như miền Tây tôi nhá, đi miền Tây là nó thấy mỗi tỉnh là nó có chạm dừng chân liên tục luôn. Trên này kiếm chạm dừng chân muốn xét mà không thấy. Chỉ còn gần em một giây. Ơi cái gì vậy? Trời ơi anh điên, anh điên khiến chết. Các bạn làm cái gì mà vượt và tự nhiên cái dừng lại luôn các bạn. Chị có vấn đề gì không vậy? Trời ơi, đang chạy ngon lành mà vượt cái thằng xe này nè các bạn, xe đầu kéo phía trước đi. Vượt sau tự nhiên qua cái lane bên kia cái dừng lại luôn. Trời ơi, em lại chị luôn. Thấy phụ nữ cầm vô lăng lái xe thì các bạn sợ thật sự. Chạy đến nơi chắc cái mỏ xe của nó banh chành luôn á. Đấy thì là xe con nó đậu giữa đường đấy, thế nó mới cay mà. Ồ, cái podcast nó bị lắc rồi các bạn ơi. Nó không nhảy comment có bạn lên luôn kìa, thế nó mới cay. Kệ đi, nhưng mà tôi vẫn còn cái podcast bằng cái điện thoại tự động. Cái chat các bạn, nên là các bạn cứ nhắn đi, bạn thấy mà. Cái podcast bên bên kia màn hình này các bạn thấy trái màn hình nó bị lắc rồi, đứng lên luôn. Qua màn này đã rồi, tắt vô. Anh về Nha Trang làm gì mà giờ này về Nha Trang kịp? Từ đây mà tôi về Pleiku cũng cả buổi trời rồi đấy, không về kịp tới Nha Trang mà các bạn ơi. Em qua cái cho em qua các mọi người. Ê, như có cái chạm dừng chân hay vậy nè các bạn. Đúng rồi, đây là quán cơm Hà Xuân. Đấy, đồ đi cả buổi trời mới thấy được một cái quán cơm. Quán cơm ở đây ít. Khả năng cái đường này chắc người ta cũng ít dừng lại các bạn. Nếu mà nó đi qua đây đã số là đi Bắc Nam, nên người ta đi cái tuyến dài, đi cái chuyến hành trình nó cũng xa ấy. Nên là người ta không có ghé nhiều như ở miền Tây. Còn miền Tây tôi ví dụ như đi Cà Mau lên Hồ Chí Minh là ghé hết 2-3 chỗ gì rồi. Đi xíu là ghé chạm dừng chân, đi xíu là ghé chạm dừng chân rồi. Nên là nhiều chạm dừng chân ở miền Tây tôi rất là đa dạng luôn. Nhiều khi tỉnh nào cũng có luôn. Còn bao lâu hay muôn đời nối tiếp đêm cuối cùng bên nhau. Cái bot chat nó mất tiêu luôn các bạn. Thôi cái nó hiện hình lại. Vì mình chịu luôn các bạn ơi. Về nhà Gia Lai nhanh đi, xong rồi về nhanh được thì từ từ đi, từ từ chạy. Giờ là chúng ta đã coi cái còn bao xa nữa. Ủa, còn có tặng 84 cây nữa các bạn. Hồi nãy giờ tôi đi, nếu mà từ lúc mà xuất phát từ Buôn Ma Thuột ấy thì về tới Gia Lai là hồi nãy tôi tính là đâu đó là 200 cây số. Anh chạy Hino 500 mà. Nói chung bây giờ cũng nhiều dòng xe đó các bạn, mà kiểu lâu lâu cái đó bị quên đấy các bạn. Chạy xe khách nhiều quá, cái nhiều khi nó bị quên cái dòng xe cũ Hino, Hyundai Ben hay là mấy xe Chen Long, Hải Âu của Trung Quốc rồi cả thứ rồi không đổi đi còn tạt đâu tôi nữa. Lâu hết mưa. Này mưa chúng tôi cũng chả biết, như là mình đã vào địa phận của Gia Lai rồi các bạn. Mưa, chuyện mưa là chuyện của trời. Như là vào Gia Lai rồi đúng không các bạn? Cái gì vậy? Tôi đã giảm tốc độ rồi mà sao vô đây nó giảm phạt tôi được vậy? Hay dữ vậy? Còn mở cửa cho em qua đi. Rồi cái podcast nó lại lắc rồi. Cây đặc sự các bạn. Hyundai Solati làm gì có mod mà chơi em. Hiện tại có một cái bản mod xe 16 chỗ mới vừa ra mắt, đó là con Toyota Hiace. Các bạn biết con đó không? Hay gọi là con xe 16 chỗ cá mập.
clip con đó cho các bạn xem nhá. Anh Quý mở cửa cho em vào đi, mưa lạnh quá rồi, nãy giờ mày đu xe tao à? Hồi nãy giờ đu xe đi à? Rồi rồi. Ui, cái đoạn đường này nè các bạn, nó có một cái cục đá với một cái cây giữa đường này các bạn, là làm cái đường này nó tách ra làm hai các bạn thấy không? Đấy, ở giữa này nó có một cái cục đá gì đó. Không hiểu lý do nó là gì. Đó, đầu đằng đường đằng này thì nó có một cái cây. Đó. Mình không hiểu tại sao đó. Có hai cái này được các bạn, mà cái đường nó tách ra làm hai luôn, nó mới ghê chứ. Thấy không? Đó là nhập đường lại với nhau, còn cái đoạn đó mà gặp cái cây nó tách ra làm hai đường luôn, còn đoạn này còn công an bắt xe nữa rồi. Anh chạy Cà Mau Đà Lạt đi. Bây giờ thì tạm thời mình đang đợi cái map Đà Lạt nó hoàn thiện các bạn, mình sẽ làm cái xe ghi đi Đà Lạt Cà Mau luôn. Chứ bây giờ Cà Mau lên Đà Lạt thì hiện tại mình chỉ đi tới được Bảo Lộc thôi. Mà tới đó thì mình đã chạy nhiều clip lắm cho các bạn xem rồi, đúng không? Đi ban đêm có gặp ma không nhỉ? Sồi, nhiều khi đi buổi sáng cũng gặp ma luôn nhé, đi gặp chị đi ban đêm. Anh chạy tha cô hả? Sợ nghĩ sao tha cô em? Nhìn cái vô lăng ở đây là biết kia rồi. Thôi lại tha cô. Cái con này các bạn thì hiện tại cái táp lô của nó vẫn là táp lô đời cũ. Còn tôi đụng nói luôn. Táp lô đời cũ sắp tới không biết kiểu là bên thiết kế nó có sửa lại kiểu làm thành cái táp lô kia đời mới không. Nhưng mà cái táp lô này là táp lô đời cũ nè. Từ cái con mà Hyundai Chaco Mico 2021 các bạn nhớ không. Đấy, đem qua ấy. Cái táp lô này không phải là táp lô mới các bạn. Tiếng xe nghe im ghê luôn hả? Con này là tôi không rõ động cơ nó là động cơ gì nữa các bạn, nhưng mà cái động cơ nó sẽ nằm ở phía sau này nè. Khi mà mình đưa camera ra phía trước như vậy, hoặc là mình ngồi trong cái buồng lái như thế này ấy, thì cái động cơ nó nghe rất là nhỏ luôn. Tưởng như khi tôi đi xe điện cơ mà. Chứ không phải các bạn, cái động cơ nó phía sau, mà khi mình chạy, mình đưa cái camera ra phía sau như vậy, mình đứng phía sau như vậy thì nghe cái âm thanh nó rất là rõ. Rất là to luôn. Đấy. Thời gian đến vượt đây, vào đây là lấy nét liền. Trời ơi, xe ngược chiều lại nữa rồi. Làm sao mà qua được đây. Khổ thế nhờ. Đấy, nhanh cháy rồi đấy. Mang nữa rồi, đó. Cho em qua, làm ơn cho em qua. Xin đưa đi. Công nhận bữa nay trời mưa các bạn, đi cái đường này nó đông xe thật sự luôn ấy. Bình thường các bạn nhớ mà mình hay đi xe khách là đa số là cái lane mà đi ngược chiều với mình nó mới hay bị kẹt xe không. Nhưng mà hôm nay mình đi cái đường này là các bạn thấy là cái lane bên kia nó chậm vãi cả chứ. Còn cái lane bên mình thì nó kẹt đường rồi nè. Trời ơi. Đi cái đường này mặc dù là đi nó không có bao xa chân ấy, mà chạy cái đường một lane này nè, không có vượt được, chạy không có nhanh được thì các bạn nên đi nó lâu, mất thời gian là như vậy. Anh ơi, cho em xem nội thất đi như mình để tôi né thằng này cái đá. Trời ơi. Nó lạng vô trong lề luôn nè các bạn, thấy đường đi mà trời mưa nó cũng trơn trượt các thứ đó. Nó hát con này thì nó vậy nè thôi, đâu có gì lạ đâu. Đấy, có một ghế tôi ngồi thôi. Ê, trời sắn quá, lề ta nữa rồi kìa. Phía trước tôi là con Lamborghini. Con này hình như là dòng Huracan thì phải. Chứ các bạn là thị trấn Chu Xe. Một tí như mình có đi ngang cái học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai ở đây các bạn. Ở đây có bạn nào mà thích đam mê bóng đá không nhỉ? Tí tôi ghé đó tôi cho các bạn vô học bóng đá luôn. Thành phố Pleiku đi thẳng. Không phải là Phú Yên gì nè. Đi thẳng các bạn ơi. Cho xin tí nhạc đi anh, không mở nhạc được các bạn ơi. Bây giờ livestream mà mở nhạc là dính bản quyền thấy bà luôn.
qua mặt được đấy trời, ông nội xe lăm một như đi chạy trước mặt tôi xong dám vượt, lỡ đụng cái không có tiền đâu đền, nãy giờ chắc là không ăn được đồ ăn. Công an trùng rồi anh chú ơi, giống lên cho con vượt. Trời ơi, hai xe công an luôn ấy, kiểu gì ra đây thì chạy nhanh được nè. Đấy, đoạn này thì bắt đầu là 70 km/h rồi đấy. Nghe tiếng máy ngủ ngon luôn á anh à. Không phải tiếng máy đâu em, mà là tiếng mưa đấy. Rồi có nhiều bạn nhiều khi ngủ không được phải không các bạn? Lên YouTube mở tiếng mưa rơi các thứ, rồi nghe xong ngủ luôn. Bây giờ các bạn nghe tiếng mưa rơi bụp đó không? Đấy, nghe dễ buồn ngủ lắm. Anh Quý ơi, anh chạy nhà xe giáp dịp của anh Trung bên bác Tài Vlog đi. Anh với lại gương bên kia Tài khó nhìn quá. Bên nào nhỉ? Bên này à? Ừ, cái gương này nói chung là gương tai thỏ của cái con kia, nó sao sao các bạn. Tôi gắn gương tai thỏ lúc nào cũng khó nhìn nhưng ấy. Còn là xe giáp dịp thì hẹn các bạn trong tập 7 xe ghi Cà Mau thành phố Hồ Chí Minh nhé. Mình sẽ chạy giáp dịp trong tập đó. Sáng là ra tập 6 rồi đúng không? Tập sau là tập 7 đấy. Qua nè. Rồi. Đông quá, đông xe quá. Trong cái hành trình nãy giờ tôi đi tôi vượt mà mấy chiếc xe này không cũng mệt đấy các bạn. Nữa này vô đây 30 km/h nữa nè. Cái đoạn nó sửa đường nó giới hạn tốc độ đấy. Nào có dịp gặp bác Tài Vlog đi à. Hiện tại anh Trung mà kênh bác Tài Vlog với các bạn hình như là nghe bảo là anh ngừng chạy xe khách rồi các bạn, và bây giờ anh chuyển về dạng kiểu là mua xe tư nhân về tự lái ấy, xe tải xe khách 16 chỗ gì đấy chả biết được các bạn, nhưng mà anh nghỉ lái cho xe giáp dịp rồi hay sao ấy. Hồi trước lúc mà anh còn lái cho xe giáp dịp thì mình có liên lạc với anh, và anh bảo là anh hay đi ngang Cần Thơ các bạn, vì anh rủ mình đi Sài Gòn chơi với anh hoài luôn các bạn. Còn lần này là chúng ta đã đi qua học về bóng đá Hoàng Anh Gia Lai nè các bạn. Đấy, thấy chưa? Hồi trước là anh hay chạy nha xe giáp dịp, mà hỏi là anh Hoàng Thơ là anh hay rủ mình các bạn. Nhưng mà mình làm gì mà có dịp, có thời gian mà để đi kiểu mà đi chơi như vậy các bạn. Đúng ra nếu mà có thời gian là mình có thể là trải nghiệm được chuyến xe của ảnh đi Hồ Chí Minh nè, đi Đà Lạt các thứ nè. Sao cái len tự động nó lại nằm ở trong nhỉ? Thường len tự động bây giờ nó sẽ nằm ở ngoài là nhiều các bạn, còn cái chạm nên thì cái len tự động nó nằm ở trong. Ây da, trời. Rồi luôn leo đầu luôn các bạn. Hùng nhau luôn. Mà chết cha rồi, giờ lùi là hết đường luôn rồi. Kẹt cái gì rồi? À tôi quên mất. Số lùi con này tôi đang cài số tự động, và tôi gạt số hoài nó không lùi. Rồi ok. Bác Tài Vlog mua xe tải rồi anh ạ. Ờ tôi cũng nghe bảo là ảnh bây giờ ảnh về ảnh lái xe tải riêng, nghĩa là tư nhân các bạn. Bữa nào anh lái xe Hino đi anh ạ. Em thích xe tải lắm mà. Ờ kênh mình nó sẽ có chia hai trường phái cho các bạn. Một bên là rất là thích xe tải, còn một bên là rất là thích xe khách. Tôi thì đã tới Pleiku rồi các bạn. Đấy, đi cũng lẹ nha. Play hoay đã tới Pleiku rồi. Đừng nghe chim ru tai tìm hư áo. Không tìm nào say đắm hơn anh. Đây Pleiku này nó có cái bến xe gì các bạn? Phải bến xe Đức Long gì không ta? Lâu quá là tôi không về đây, tôi quên. Bạn nào biết ở Pleiku này nó có bến xe gì nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy. Đấy, Pleiku rồi đó các bạn thấy chưa? Bến xe Đức Long đúng rồi anh ạ. Thì là tôi đoán đúng rồi, nhưng mà cái đường vào bến xe Đức Long là đi đi như thế nào ta? Tự nhiên tôi quên đường vô bến xe luôn rồi các bạn ơi. Nó nằm ở đâu tôi quên bà nó rồi trời. Đi viết không có ký ức gì về những cái đoạn đường ở đây luôn, lâu quá không đi. Chỗ này nó cũng có một cái ngã ba nè, không phải không nhớ là vào ngã ba này hay là ngã ba trên kia các bạn. Đây khoảng đây này cỏ nè, để tôi xem nhá. Hình như là ngã ba này các bạn. Ngã ba trên này hình như là cái rồi, chỉ là ngã ba này rồi các bạn ơi. Ngã ba mà bến xe là ngã ba này hay sao ấy. Thì tôi nhanh vào, đúng không nha? Đi vô lộn đường thì quẹo qua lại nha. Có cái đường mà quên hoài luôn ấy. Phải đường này không? Bạn nào biết không vậy? Đúng rồi đúng không? Đi cái tôi quên hoài ấy. Tại vì bến xe Đức Long ấy các bạn, nó nằm tuốt ở trong hẻm, ở trong tiết trong kia ấy. Đi vào là cũng xa nên là cái tôi bị quên đường. Đây như quẹo phải chỗ này nữa nè. 83. À đúng bà nó rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây cái đường nhỏ xíu rồi các bạn thấy không? Như một cái đường hẻm luôn. Đấy, đây. Rồi vậy cuối cùng cũng tới các bạn. Vậy là mình đã tới được bến xe Đức Long rồi. Nè, đây là cái cổng cổng ga. Còn bên này sẽ là cổng vào bến xe liên tỉnh Đức Long Gia Lai nè, Gia Lai bến Star Thành. Bảo vô. Tới rồi mọi người ơi. Cuối cùng cũng tới. Tưởng đâu là đi đi sai đường rồi chứ. Ây da. Ôi dồi ôi. Bến xe cũng lớn nha. Ở đây tôi đậu bên này nè cho nó vui nè. Thấy bên này có người nè. Có mấy biển quảng cáo Nguyễn Quý Gamer kìa. Nguyễn ghê chứ. Đậu vô đây kiểu nhà chờ nè các bạn. Để cho nó bớt mưa. Ở ngoài mưa quá mưa. Đấy. Đậu đây là nó. Đậu đây nghe cái cọp rồi sao lấy đồ trời. Tính ra đậu đây nghe cái cọp khỏi lấy đồ luôn. Nè tôi sẽ dùng cam lùi tôi lùi cho các bạn xem. Đây bây giờ là xe mình có cam lùi và cam 360 luôn nha các bạn. Đấy nhìn xa xa là có ông nội nó đang đi sau lưng xe tôi kìa. Cam nào bên này nè. Không có cam này là tôi đụng ấm luôn ấy. Nè ông nội nè. Đó, thấy chưa, thấy không chưa? Không có cam là đụng ấm luôn rồi. Vậy lại các bạn chạy qua lên bên này mới mở cốp mở đồ được. Bên này thì có thể đậu sát cái cột được nè, nhưng mà bên kia là phải có khoảng cách ra. Đó ông nội nó đi sát xe tôi luôn nè. Rồi mở cửa ra thôi. Quả đã. Bên này các bạn thấy là mình đã về được đến Pleiku rồi. Đấy, tắt máy đi các bạn. Rồi như vậy là các bạn thấy là ngày hôm nay thì mình với các bạn đã trải nghiệm được một cái hành trình với cái nhà xe kính Duyên Hồng, sao cái tên khó đọc nhờ. Với cái con Kia Rainbird này thì trong tập này thì các bạn thấy là mình đã có mặt tại Pleiku thuộc địa phận của Gia Lai. Đấy thì mình đã đến được Pleiku rồi các bạn. Đấy thì cái hành trình mình là từ đây mình sẽ lên tới Đà Nẵng cũng còn khá là xa đấy. Đây lên Đà Nẵng là 300 cây, nó gấp 1/3 lần cái đường nãy giờ mình đi luôn các bạn. Mà đường như này nó là đường đèo núi cũng khá là nhiều luôn. Pleiku này đường đèo núi rất là nhiều luôn các bạn, nên là tới đó là đi cũng bị xa đấy, nên là tính đó tính sao. Còn tạm thời mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Và như mình đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều lần, nếu mà bạn nào muốn trải nghiệm xe khách này giống mình và đặc biệt là các bạn đồ Việt Nam này, thì các bạn có thể là truy cập lên trang web đó là tải mod.com/shop. Tại đây sẽ có bán đầy đủ cả những cái bản mod từ cái bản đồ Việt Nam mà mình trải nghiệm nè, tới xe khách nè, xe tải, mod âm thanh, trang trí, đồ họa, còi dẫn, GPS dẫn đường, thì các thứ đầy đủ nhiều lắm các bạn. Các bạn lên đây mà tha hồ mà tìm, mà mua về chơi. Còn cái con xe mà ngày hôm nay mình trải nghiệm thì nó cũng là một cái phiên bản mới vừa ra mắt, đó là con Kia Rainbird, cũng có trên web luôn. Cái con mình trải nghiệm đó các bạn, nó là cái phiên bản
Jacomico, tức là cái phiên bản giường nằm mấy các bạn. Đấy, thì hiện tại mà một số bạn thích cái phiên bản mà Kia Rainbow ghế ngồi, thì các bạn sẽ mua thêm một cái bản, nó gọi là cái bản mà cái bản add-on, nó tên là phụ kiện trang trí cho xe Kia Rainbow ấy, thì các bạn sẽ độ nó thành cái chiếc xe ghế ngồi Kia Rainbow được luôn. Nó khá là hay. Nên là các bạn muốn mua thì có thể là truy cập lên web đó mua nhé. Còn bây giờ sẽ kết thúc video này tới đây. Đấy. Và nếu các bạn thấy video này hoặc livestream này hay thì các bạn có thể để lại cho mình xin một like, còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký kênh của mình thì quên ấn đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nhé. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong video sau hoặc là cái livestream sau nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.